Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thế Giới Crypto. Trong buổi tối hôm nay, mùng 10 tháng 6, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở 3 chiếc thẻ combo Hunter Combat để chúng ta có thể nhận được 5 triệu xu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục Min này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm ở trang 1. Đây là cái thẻ số 1 của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để nhận. Thẻ này của mình thì đã nâng cấp lên rồi, cho nên là hôm nay mình sẽ tốn là 3 triệu 600 nghìn xu này. Mình sẽ nhận nhé. Như vậy là mình đã mở thành công chiếc thẻ đầu tiên. Thẻ thứ hai là meme coin này, các bạn có thể là mở luôn cái thẻ này cũng được. Thẻ này tốn 3 triệu 3, tổng cộng là nó rơi vào khoảng 7 triệu rồi. Mình mở hai thẻ là đã tốn đến 7 triệu xu rồi, nhưng không sao, mình vẫn nhận được cái lợi nhuận hàng giờ, vì kể cả không mở thẻ thì mình vẫn phải mở để chúng ta nhận cái lợi nhuận hàng giờ. Bây giờ chúng ta sẽ sang trang thứ hai, chúng ta tìm tiếp một cái thẻ thứ ba nhé. Đây là cái thẻ thứ ba của ngày hôm nay, Infusion này. Các bạn sẽ nhấp vào đây và chúng ta nhận. Ngày hôm nay mình tốn đến 11 triệu xu và nhận lại là 5 triệu. Bây giờ thì mình sẽ nhận giải thưởng 5 triệu xu cộng với lại cái lợi nhuận hàng giờ của nó. Lát nữa thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nhận thêm một cái nhiệm vụ mới, nhận được 100k xu. Còn bây giờ thì mình sẽ tổng kết lại 3 chiếc thẻ trong buổi tối hôm nay. Cái thẻ Shitcoin và cái Memecoin này thì các bạn sẽ mở trang số 1 này, là trang đầu tiên, các bạn kéo lên là sẽ thấy. Và cái thẻ đứng ở đầu tiên này thì nó sẽ là ở trang thứ hai này. Các bạn nhấp vào đây và chúng ta sẽ kéo lên là tìm thấy nhé. Bây giờ các bạn sẽ vào cái mục Earn ở đây để chúng ta làm một cái nhiệm vụ mới ra mắt trong ngày hôm nay. Các bạn có thể thấy ở đây có một cái mục là video học viện mới này, chúng ta sẽ nhấp vào đây. Và chúng ta sẽ được chuyển hướng sang bên YouTube, thì các bạn sẽ nhấp vào mục xem video này. Tiếp theo thì các bạn sẽ xem video của dự án nhé, và chúng ta có thể là thả like. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại. Với cái nhiệm vụ này chúng ta sẽ nhận được là 100k xu này. Và sau 1 tiếng nhé, khi mà các bạn làm nhiệm vụ này xong thì 1 tiếng sau các bạn quay lại đây, chúng ta sẽ nhấp vào mục check này để nhận thưởng. Như vậy là trong buổi tối mùng 10 tháng 6 mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể mở được 3 chiếc thẻ combo để nhận 5 triệu xu. Bạn nào chưa biết cách mở thẻ thì có thể là xem video của mình để các bạn có thể mở, tránh trường hợp là mở sai thẻ thì sẽ tốn nhiều xu và nó sẽ mất nhiều thời gian của các bạn. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nào mà hay bị khóa thẻ mà các bạn chưa biết cách mở nhé. Thì ví dụ như là hôm trước thì có một bạn là gửi cho mình cái ảnh này. Cái ảnh này là nó nằm trong cái bộ combo 3 chiếc thẻ. Nhưng mà nó bị khóa rồi thì bạn ấy không biết làm thế nào, thì có gửi qua mình thì mình có hướng dẫn bạn ấy nào. Các bạn cần phải nhìn kỹ ở bên dưới cái thẻ này, nó sẽ có ghi chú này. Ví dụ bây giờ các bạn cần mở cái thẻ trading bot này nhưng mà nó đang bị khóa rồi. Thì các bạn có thể là nhìn thấy ở bên dưới này nó có ghi chú là cần phải mở cái thẻ IT Team nên Never 9 nhé. Vậy thì thẻ IT Team các bạn sẽ tìm ở trong trang từ 1, 2, 3, 4 này. Các bạn sẽ tìm hết trong các trang. Khi mà các bạn tìm thấy thì các bạn sẽ mở nó lên Never 9. Thì đây là cái thẻ IT Team, các bạn phải tìm đúng cái tên của nó, sau đấy thì các bạn nâng nó lên Never 9. Thì cái thẻ bị khóa của các bạn nó mới được mở ra nhé. Là cái thẻ trading bot này nó sẽ được mở ra. Và tương tự như vậy, các cái thẻ nào mà nó bị khóa ấy, thì các bạn nên đi tìm những cái thẻ nó ghi chú ở bên dưới này, ở cạnh dưới này nhé. Có những cái thẻ thì nó sẽ ghi chú là cần phải tuyển thêm bao nhiêu dép, thì các bạn cũng phải làm theo thì chúng ta mới mở được cái phần thưởng là 5 triệu xu. Video của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích thì có thể ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mình đăng lên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.